Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ha, kênh Nguyễn Quốc TV chuyên đam mê nuôi chim trào màu và du lịch anh em. Hôm nay mình đi xả stress một bữa ha. Công ăn việc làm nhiều khi lu bu quá. Hôm nay thi theo ông anh lên Đà Lạt chơi, thì hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở Đà Lạt đi du lịch dã ngoại ha, làm một hai clip săn chim, bắn chim, ăn nhậu đồ chơi. Đây là khung cảnh rừng thông anh em, bạc ngàn luôn. Ai nói Đà Lạt là hết thông. Cái này nấm, này nấm gì anh em? Mấy ông anh mình đi đâu mất tiêu hết ráo rồi, giờ mình không biết nấm này nấm gì luôn. Rồi bẻ luôn, cậy đó, chút nữa coi ăn được hay không ha. Nấm này chắc là nấm rơm ha, để chút nữa mình hỏi mới dám ăn. Thì tiếp theo, Đà Lạt còn thông rất là nhiều anh em ơi. Bây giờ bên nhà nước mình đã bảo tồn lại rồi, cho nên cây cũng còn nhiều. Thì trước khi đi mình nghe ship mình nói Đà Lạt giờ làm gì còn thông. Đà Lạt làm gì còn thông ha, thì thông cũng còn nhiều lắm nè, quá trời luôn nè. Đó, đang ở trong rừng sâu, mấy ổng đi mất tiêu hết ráo rồi, giờ dí theo mấy ổng coi. Thì hôm nay mình cũng rất là chân thành cảm ơn những anh em gần xa đã ủng hộ mình ha, đã ủng hộ về cám rồi lòng chim nè, rồi chim. Nói chung chim của mình đã tuyển chọn kỹ rồi, cho nên chia sẻ lại anh em á, cũng được lắm anh em. Không dám nói hay nhưng mà anh em đánh giá, nói chung á thì cái gì cũng vậy, cũng phải có con hay con dở, chứ con chim mà mình đâu có đánh giá được, mình đâu có tài nghệ đâu mà 100% là chim hay hết. Nhưng mà theo như đánh giá của anh em phản hồi về thì mình rất là mừng, rất là vui ha. Nguyễn Quốc TV tuyển chim thì cũng tốt, chim cũng được. Chà, mày ông đi xa quá, lo nhiều chuyện rồi sao quá. Giờ mình đi xuống dưới coi nãy giờ được cái chiến lợi phẩm được bao nhiêu con rồi ha. Riêng mình thì bẻ được cây nấm vậy. Bẻ được cây nấm. Thôi cho thủ chạy xuống đi mà thiệt chứ. Cái nấm gì vậy? Nấm gì đỏ lòm. Nấm gì đỏ lòm mà. Nấm gì cái vậy? Thôi nếu mà mình màu đỏ thì ghê quá. Nấm này không biết ăn được không ta. Đây, nhìn nó màu đỏ vậy nè. Đỏ lòm vậy đó. Họ bẻ lên coi chơi thôi chứ không dám đâu. Đó. Đâu? Đây đó cái nè hả? Thôi cái màu ấy quá bỏ đi, cái gì mà màu sắc sặc sỡ của mình không biết bỏ đi anh bạn ơi. Cái nào mình không biết bỏ đi. Đây là hai ông anh đi chung với mình cho vui, mình đi về hướng nước chảy mệt quá. Lúc là ở Sài Gòn đi đất bằng rất quen rồi, giờ đi ra đường đồi dốc đá như vậy hơi quải. Ở dưới đây có cái suối nào, biết suối gì không biết nữa. Khu vực này đâu, đây nhìn thấy suối không? Suối tiên mà không thấy tiên đâu á, thấy ban được rượu không? Vậy hả? Thấy suối tiên mà không thấy tiên đâu á. Đi được rượu không à? Ở đây cũng nắm nhiều quá mà không dám bẻ. Bẻ thì dám chứ có gì đâu, không dám, nhưng mà sợ ăn được cũng như không. Thôi kệ, anh em mình đi dã ngoại chơi. Rồi, tiếp theo đi xuống con dốc này. Coi chừng té đó nha anh. Đúng là dân Sài Gòn có khác. Đi sợ té á. Đây mấy cái thông này già già không nè, từ đây lên ha, thẳng lên luôn, ngút ngàn luôn đó. Ngút ngàn luôn anh em. Cái clip đi Đà Lạt lúc trước mình cũng có làm một cái clip anh em, tham quan dã ngoại rừng thông Đà Lạt. Thì khu trên đây luôn. Khu vực này là thác hang cọp á. Thác hang cọp. Nhưng mà mình đi ở đây mình cũng mất phương hướng luôn rồi. Có khi nào đi lạc luôn không ta? Ơi có khi nào mình đi lạc luôn không? Đi lạc thì ở trong dân tộc luôn. Có một hai cô thôn nữ nào bắt cóc mấy ông mà luôn cũng được. Thiên nhiên hoang dã, trở về thiên nhiên. Nói chung ở Sài Gòn kiếm cảnh này thì không có. Rồi coi nấm gì. Nấm trắng trắng nè hả? Hai nấm. Nấm bên đây nè. Nó nhỏ quá. Đó, được á. Nấm mình nó hạt già phải không? Đúng rồi, nó tròn vo đó. Lụm nó đi anh. Nấm trắng. Nấm trắng nó nở ra hay sao, cứ bẻ đi rồi có gì mình lên mình không biết mình hỏi. Quất đi. Mình lên mình hỏi. Trời, mình ăn có gì nữa đây luôn, lo gì. Nấm này ngon nè. Nấm mà nó tròn á, nó tròn mà nó màu hồng hồng á.
Dạ, trơn. Đồ thiên nhiên mà. Đây. Bích đường ha anh. Bích rồi, bích đường. Ở vậy mình đi lên, mình kiếm đường vòng qua. Cắm đầu đi đã đời rồi, tới đây bích đường rồi. Thôi lên anh, lên kiếm đường khác qua. Đây, ông anh mở đường. Ông mở thì sao hết được đi luôn. Không có, chỉ xuống như chỗ. Đâu mình nhắm cái hướng mình đi coi. Ở đây hình như hết đường đi rồi. Giờ mình đi chặt hướng hả? Chắc đi qua cánh bên kia kìa. Đó, đi qua cánh bên đó đó mới có đường xuống á. À vậy hả? Thôi mình đi qua bên đó đi. Bây giờ bắt đầu lên dốc nè. Giờ lên dốc mới sướng nè. Đúng là tập thể lực luôn á. Đây. Thở nè. Nghe tiếng thở không? Đi đường đường mệt như chó à. Này đứng ngồi đây. Đây đi mới có lên dốc, mới có nãy giờ chắc chừng 50 mét chứ nhiêu ta. Cỡ 50 mét chứ chưa được 100 mét rồi đứng thở. Anh em thông cảm nha. Dân Sài Gòn mà sao leo nổi. Rồi giờ đi lên nữa nè. Đó. Mới cắm đầu đi xuống không gặp gì hết giờ đi lên. Đi kiếm mấy chiếc hũ kia đâu bỏ tiêu rồi. Ủa bích đường hả? Trái phải. Người phải hả? Người phải quay đây hả? Bắt đầu chữ thời rồi đó anh em. Bắt đầu chữ thời rồi đó. Mình cũng mệt đó nè. Lên nổi không? Chứ chỗ nào lại lại lên, lên té chết à. Lên trước, cắm tay kéo lên. Ừ đúng rồi, kiếm chỗ nào là lại lên. Có cái cây thông ngã nè. Được không? Coi chừng lụm con không ăn chúa. Được không? Được thì lên. Kiếm đường tắt lên anh em ơi. Cẩn thận nha Mẫn ơi. Đúng là mấy ông Sài Gòn chán thiệt chứ. Lên. Lên trước đi em lên sau. Giờ tới mình lên. Ồ đi tắt lên vậy là tới đi hả? Đây. Ây da. Lên luôn. Đúng, giống như tâm tạng đi thỉnh kinh anh em ơi. Vô đây lụm còn hổ mang nào sướng hen. Lên. Tới chưa? Tới trên chưa? Ồ, tới đít rồi hả? Bò không anh Mẫn? Cố lên anh ơi. Lâu lâu mới... Ê, té. Lâu lâu mới có dịp đi vậy. Chứ bình thường làm gì có cơ hội đi vậy. Đi vậy cho nó xả ba cái rượu tối nhậu xong nè. Ê, cẩn thận anh ơi. Cho nó xả ba cái rượu ra. Cho nó ra mồ hôi đi. Lên. Má đi dở lắm. Đi đi xa lắm. Mệt chưa? Thở. Để đây nè. Đây ngồi thở. Đúng rồi, đi ngõ này từ đây lên đây nó gần hơn nè. Ừ, 220 á. Nó gần hơn nè, còn đi ngõ kia đó mút mùa lại thỉ luôn. Rồi bây giờ mình chia tay chiến lợi phẩm được ba em tạm biệt rừng núi mình rút về trời nó cũng âm u rồi chiến lợi phẩm được ba con, một con bộ cắt, một con cu đất với lại một con quỳnh quạch nhưng mà mình không có quay phim lên cho anh em tại vì lý do bản quyền với lại vì lý do nhân đạo cho nên không có chụp hình đứa con đó lên, anh em thông cảm. Rồi lên được chia tay rừng thông đi về lại rồi về ra nhà tổ chức liên quan được chiến lợi phẩm cũng được mấy con. Đây, cái đường đi toàn cảnh cung đường rừng nè, đá
đặc biệt là thông không nha anh em, hai bên là thông, già có, non có, còn rất là hoang sơ. Ở dưới kia xa xa ở dưới đó là rẫy hả chốt, nó rẫy nhà lồng, mà nhà lồng ta trồng bông hả, bông với lại đồ hàng bông đó, bông u dưới đó dưới thùng lũng đó là bông. Không có dám xuống, không có đường đi, đi đường khác chứ không phải là đi đường này. Còn bây giờ mình từ từ để nó sạc ra. Đó, bây giờ mình sẽ qua cái đường bên đây mình rồi. Biết hai ông trên kia đi được không, biết chạy dữ vậy biết. Chưa, tại đi lạ chưa quen đường chứ đi rồi quen đường chạy thoải mái. Bên bên đây là vực, bờ vực nè. Đó. Còn vách núi thì nằm bên đây. Ông đua xe trên lên trên đây đua. Ở dưới đồng bằng chạy nói gì. Rất là thích đi những cái cảnh hoang sơ như thế này. Mưa nhiều chứ, hôm nay mưa à, nói chung ngày nào cũng mưa hết chứ. Sáng thì nắng được tí, còn trưa thì mưa. Rồi đi ra được mặt tiền đường ngoài rồi. Bão á, đúng rồi, mấy bão thì mình không nói, nhưng mà trời Đà Lạt bình thường thì cũng mưa mà, đâu cần bão cũng mưa.